Top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất năm 2022. Phần 4. Thế Giới Di Động, công ty bán lẻ triển vọng nhất Việt Nam, thì giá chênh khoảng 7% so với giá thị trường ngày 20 tháng 9 năm 2022. Doanh nghiệp này là số 1 Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ với 60% thị phần ở mảng điện thoại di động và điện máy. Và đây là cái giai đoạn mà Thế Giới Di Động đang phát triển mạnh và có cơ hội trở thành doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á và hàng đầu châu Á, rồi thậm chí hàng đầu thế giới. Còn về triển vọng tương lai của cổ phiếu Thế Giới Di Động thì đó là cái chuỗi bách hóa xanh hoạt động trong một cái lĩnh vực về thực phẩm, tiêu dùng thực phẩm, thì có quy mô năm 2022 lên đến gần 80 tỷ đô và nó tăng trưởng hàng năm rất mạnh mẽ. Và người ta kỳ vọng rằng bách hóa xanh này có thể có lãi ngay trong quý 4 năm 2022. Khi đó họ tìm được công thức thành công, họ thì có thể nhân rộng rất lớn ở Việt Nam, thậm chí sau này có thể bê cái mô hình đó sang nước ngoài. Thứ hai là tiếp theo là cái chuỗi An Khang chuyên bán dược phẩm ở Việt Nam đang có cái tốc độ phát triển rất tốt và dự kiến cuối 2022 có thể đạt được khoảng độ 800 đến 1.000 cái shop bán thuốc này, và kỳ vọng 2023 có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận. Và đây cũng là một cái thị trường có quy mô thậm chí còn to hơn cả cái thị trường điện máy mà công ty này đang nắm 60%. Rồi tiếp theo là cái chuỗi mẹ và bé Avakit thì đang tiến lên khá vững chắc và có thể đạt gần 100 cửa hàng vào cuối năm 2022. Từ đó thì cũng tham gia vào một cái mảng có cái thị phần rất lớn, rất lớn. Rồi tiếp theo là triển vọng đối với việc đầu tư ra nước ngoài, đó là thị trường Indo rất là tiềm năng với cái quy mô to gấp khoảng độ 3 đến 4 lần so với thị trường Việt Nam. Nhưng mảng điện thoại và điện máy hiện đại thì về cơ bản gần như vẫn còn bỏ trống, thì đấy là một cơ hội rất tốt để cho Thế Giới Di Động có thể tiến ra nước ngoài.